Rồi chào các bạn nha, bữa nay thì mình đã làm việc lại bình thường nha các bạn à, làm từ ngày mùng 10 rồi. Nhưng mà bữa giờ công việc lu bu ấy, cho nên là mình cũng chưa quay video cho các bạn à, thì hôm nay mình quay sơ sơ cái xe này nha. Cái xe này thì của anh ấy, anh mới làm à, cách đây có khoảng tầm vài tháng. Chạy tầm được 2-3 ngàn cây. Nhưng mà chạy nó có vấn đề, gọi là nó bị yếu, rồi là cảm giác nó không được như cái lúc mà trước khi làm đó các bạn à, thì anh mô tả vậy nha. Thì anh muốn tới đây cho mình tháo ra, mình kiểm tra lại. Thì mình đã tháo ra rồi. À, xem vấn đề nó là gì. Thì mình cũng nghi ngờ là xem nó có bị lệch cam đồ thứ không. Nhưng mà cam không lệch, đồng tiền không bị khít. Nhưng mà khi mà mình tháo ra thì đã thay số bắp lửa nha. Số bắp VTC bác. Số bắp VTC. Số bắp này thì cũng thuộc dạng là được nha bạn. Xài cho những cái dòng xe khác thì ok, như kiểu Future, Rimway đồ thứ thì ok nha. Nhưng mà trên Winner này ấy, xe thể thao đúng không, ném nó căng hơn, hiệu suất nó cao hơn. Cho nên là cái số bắp này nó vẫn không chịu nổ bác. À, chạy được tầm 2.000-3.000 cây thôi mà nó đã có dấu hiệu nó bị cháy rỗ rồi. Đã có dấu hiệu bị cháy rỗ nha. Cái này là mình đã vệ sinh sạch sẽ nha các bạn. Nếu mà nhìn ở bên trong đây không biết các bạn nhìn rõ không, nhưng mà nhìn ở ngoài là thấy cái vết cháy rỗ của nó cũng khá là nhiều rồi. Cho nên là cái này thì nếu ví dụ muốn thì xài lại được nha. Xài lại được. Nhưng mà mình cũng nói với anh ấy, nếu mà muốn xài lại thì mình xài lại. Còn nếu ví dụ mà muốn ok thì thay cái loại số bắp đồ chơi, loại mắc tiền hơn chút, cái chất thép của nó ok hơn. Đó thì mình sẽ xử lý lại thì nó sẽ chạy được lâu dài, nó bền hơn cái số bắp này chắc chắn nha. Tại vì cái số bắp VTC này rồi này, những cái số bắp Việt Mã đồ thứ ấy, thì mình cũng đã gặp nhiều rồi các bạn ạ. Đó, nhìn đây nha, thì nó có vấn đề là nó nhanh bị cháy hơn. Thì cái này là anh quyết định thay. Số bắp Winner ấy là phải có cái độ lỏng nha, nhưng mà cái này là người ta làm nó bót quá. Đó, nó bót quá cho nên khi mà nhiều khi nó nóng máy lên ấy, nó không có đã đóng lại kịp, nó bị rít lại thì nó nhiều khi cái xe của mình nó vẫn sẽ yếu hơn. Rồi là nhiều khi chạy mà nóng máy quá nó sẽ bị tắt máy đó các bạn ạ. Cái này mình sẽ làm, mình xử lý lại cho nó có cái độ rơ theo kiểu của mình nhá. Cái phốt số bắp này thì người ta thay phốt số bắp Rimway này các bạn. Phốt số bắp Rimway ấy thì nó sẽ lớn hơn phốt số bắp của Winner nha. Cho nên là khi mà thay vào đây vậy thì nó sẽ không có tác dụng gì. Nhìn thì nó có phốt số bắp thôi. Nhưng mà thật ra nó to quá, nó không có lọc nhớt được các bạn. Cái trường hợp mà thay nhầm phốt số bắp này bữa giờ mình quay cho các bạn xem thì cũng khá là nhiều rồi đúng không? Đó. Cái này phải để ý chứ không là toang. Thay như vậy là nó vẫn sẽ bị ra khói nha các bạn nhá, không lọc nhớt được. Tiếp theo tới cái lòng ấy thì anh cũng đã làm lại rồi. Thì hồi nãy mình không để ý kỹ các bạn, cái này nó bị đóng khói là một này. Rồi khi mình rút ra thì mình nhìn thấy như bê tông zin luôn, đúng không? Đó, mình rút ra thì mình nhìn thấy như bê tông zin vậy, mình không để ý kỹ. À, rút ra chủ yếu để mình xem coi cái lòng nó có bị vấn đề gì không. Rồi là cái zin có vẫn bị vấn đề gì không, còn mình không có để ý kỹ cái này. Nhưng mà khi đến lúc mà mình bảo thôi lỡ rồi thì cái này nó có cái độ hao mòn như này này, mà mới chạy thì rút ra mình xem là cái lòng nó có bị bót hay bị gì không để biết được mình giải quyết luôn. Thì mình thấy cái lòng nó rất là bót nha. Các bạn chạy mấy ngàn cây rồi các bạn, nhưng mà nó rất là bót luôn. Người ta làm quá nặng. Cái thứ hai nữa là mình khi mình rút cái trái piston ra như thế này thì mình thấy trái piston này là hàng ngoài chứ không phải là zin, nhưng mà người ta làm nó cực kỳ giống zin đúng không các bạn. Cái này giống như kiểu làm giả zin. Đó, giống zin cực kỳ, nhưng mà cái này là piston hàng ngoài. Rồi bạc ấy thì thiếu mất một lá. Thiếu mất một lá dưới cùng cái này. Lá nhớt nha, lá bạc nhớt. Ờ, trên này là hai lá bạc hơi, ở dưới này là bạc nhớt. Bạc nhớt này là thì nó có hai cái lá bên ngoài, hai cái lá rất là mỏng đúng không? Với lại một con sùng này. Nhưng mà cái này nó có một con sùng và nó có một cái lá này thôi. Còn mất một cái lá, người ta quên lắp hay là gì đó. Thì cái này là mình thấy sao thì mình nói ra đây nhá các bạn, chứ nhiều khi các bạn bảo là tháo ra rồi xong bắt đầu dìm hàng bên này bên kia rồi thế nào thế kia. À, nói chung là mình tháo ra mình thấy làm sao thì mình nói vậy thôi. Còn các bạn muốn nghĩ sao thì nghĩ. Rồi cái này thì nó có vấn đề như vậy. À, nếu ví dụ mà anh muốn tận dụng là cái trái piston này á, thì mình cũng sẽ doa lại cái lòng này cho nó nhẹ nhàng nha. Cái này là rất là nặng đấy mấy. Cho nên là cái máy của mình nó cũng sẽ nặng hơn, nó không được nhẹ nhàng đâu. Mình cứ làm đúng kỹ thuật, đúng thông số ấy, thì nó nhẹ nhàng nhưng mà nó không bị kêu đâu. Nhưng mà cái máy của mình chạy nó nhẹ hơn nhiều. Rồi còn nếu mà nặng như vậy thì mình chạy nó giãn nở lên nữa thì lúc mà chạy thì nó đâu có được, máy móc nó đâu có được nhẹ nhàng đâu các bạn. Còn nếu mà ví dụ mà anh muốn mà làm trái zin ấy thì mình sẽ lấy cái trái zin mình doa. Cái này thì cốt 1 rồi nha, nhưng mà cái trái lô trái hàng ngoài này ấy thì nó vẫn bị nhỏ hơn, ở cái thông số nó nhỏ hơn. Cho nên là mình cho cái trái zin vô đây là hoàn toàn là mình doa lên được, vẫn là xài cốt 1 các bạn, không cần phải xoáy lên cốt 2 nha. Cái này là cốt 1 rồi, đã xoáy rồi. Đó. Rồi cái này tí mình sẽ báo lại cho anh tiếp. Rồi giờ mình đang soạn máy Future này nè. Cái anh đưa một củ máy tới xong bắt đầu mình sẽ phải soạn bù qua bù lại làm sao để mình làm cái máy này. Rồi tí mình soạn xong rồi mình sẽ báo cách làm cho anh để mình làm việc cái xe này nha. Rồi tiếp theo là cái xe này.
Cái xe này khách tới đây với cái trường hợp ấy là nó không có điện hay là gì nha, mà anh kêu là rửa xe đúng không? Cái xe này là kêu là rửa xe, xong bắt đầu là nó bị cái vấn đề ấy là không lên điện, bật chìa khóa nó cũng không có điện, không có gì hết đó. Xong rồi khi mà mình xử lý lại ấy, thì cái giắc cắm các thứ bị lỏng thôi. Xử lý cái giắc cắm lại là nó lên điện bình thường rồi ấy, thì mình đề ấy, nó lại không được. Cho nên là mình test cái cục rơ le đề của mình vô thử nha. Test cục rơ le đề của mình vô thì lại đề được rồi, nhưng mà không nổ máy. Không nổ máy thì mình thấy cái tình trạng bị mất hơi các bạn, mất hơi nha. Tháo buji ra thì mình đế thì nó văng nước ra bên ngoài luôn. Văng nước ra bên ngoài có nghĩa là cái xe này bị vô nước bùn đốt rồi. Thì mình cũng nói với anh là phải tháo để kiểm tra. Trường hợp nhẹ thì có thể xử lý ok được và rẻ tiền thôi. Nhưng mà nếu mà trong cái trường hợp mà nó bị reset ở trong đó rồi thì có thể nó sẽ mắc hơn. Nếu mà muốn làm ngon lành nó sẽ bị mắc hơn nha. Thì đây, tháo ra thì cái bùn đốt đã bị nhiễm nước ấy, thì chắc chắn là những cái miệng xúc bắp này nó sẽ có cái dấu hiệu này các bạn. Khói nó sẽ bị tẩy ra, xong rồi nó đóng, nó kẹt vào miệng xúc bắp, là nó gây ra mất hơi nha. Thì cái này là mình sẽ vệ sinh rồi mình xoáy xúc bắp lại, rồi là mình xử lý lại xúc bắp cho anh. Vì cái xe này anh kêu là làm tối thiểu nhất của anh thôi nha, chạy đỡ thôi, cho nên là mình sẽ tìm cách mình làm cho nó phù hợp. Cái trái piston thì nó có dấu hiệu này các bạn, nó vô nước ấy, cho nên là cái bạc nó cũng bị reset rồi, thì mình cũng sẽ vệ sinh nó sạch sẽ lại. Chạy được nha bạn nha, ok nha. Nói chung là nó sẽ không được hoàn hảo, nhưng mà mình xử lý theo kiểu tiết kiệm này thì vẫn chạy được qua thời gian lâu dài. Nhưng mà quan trọng nhiều khi nó không được kín hơi, rồi là nhiều khi nó có một cái tỷ lệ ra khói nhẹ nhẹ, thì cái đấy mình phải chấp nhận nha bạn nha. Tại vì cái lòng rồi các thứ nó cũng đã bị reset rồi, cái này thì mình sẽ xử lý lại cho anh. Đó. Rồi cái này mình sẽ xử lý lại cho anh thôi, không có làm gì nhiều nha bạn. Vệ sinh rồi làm trái piston, làm lòng sạch sẽ lại. Xoáy xúc bắp, xử lý chân xúc bắp ok lại, rồi mình sẽ lắp đặt căn chỉnh vô cho anh, thay ron các thứ nữa mình gắn vô là bảo đảm nổ máy ok ngon lành. Rồi cái xe này tí mình làm xong xuôi thì mình nổ máy rồi mình sẽ quay video cho các bạn xem tiếp. Rồi các bạn, bây giờ thì cũng tối rồi, cái xe kia thì mình cũng đã ráp xong rồi nha. Cái xe này thì mình làm đồ, cái lòng thì mình chưa lấy về được, mới lấy được cái đầu thôi. Cái đầu thì thay hai cái xúc bắp lưỡi xe này các bạn. Rồi là mình phay lại miệng xúc bắp nha, phay lại cái miệng xúc bắp. Rồi mai mình sẽ xử lý cái chân xúc bắp này nữa là ok. Rồi mình kiểm tra cái độ rơ nha, nó phải có cái độ rơ nha các bạn nha. Làm khít quá không tốt đâu, chạy nóng nên nó sẽ bị dễ bị mất hơi, bị dính xúc bắp rồi là các kiểu á. Cho nên là làm mấy cái này mình cũng phải căn chỉnh thật là kỹ, chứ không phải là cứ thích là làm lỏng thì sợ nó kêu, còn làm khít quá thì sợ nó dính xúc bắp các bạn. Rồi lòng trái thì mình đã lấy cái trái zin nha, bắt đầu mình đem đi doa lại rồi, đem đi cho thợ gia công người ta doa lại. Thì cái xe này anh mới làm thôi, nhưng mà bây giờ tháo ra nó có tình trạng như này thì anh muốn làm lại nguyên bản luôn, giống như kiểu là lòng trái đang đi trái hàng ngoài thì anh muốn về trái zin luôn, rong xài rong lô anh muốn về rong zin luôn. Xúc bắp mà xúc bắp lại không ok lắm ấy thì anh về cái loại mà ok nhất luôn. Thì cái loại ICS này loại đồ chơi thôi, nhưng mà cái chất lượng thép rồi cái thứ mình thấy nó rất là tốt nha các bạn, cho nên là mình sử dụng cái này. Tuy nó đắt hơn nhưng mà cái đắt thì nó sắt ra miếng thôi các bạn ạ. Mình sẽ lắp đặt và căn chỉnh cái thời gian ok. Thì mai mình sẽ quay phim chi tiết cái này nha. Nếu mà mình có thời gian mình sẽ quay phim chi tiết cái cách làm và cách căn chỉnh của mình. Xe này vậy thôi. Còn cái xe này thì mình đã làm xong rồi. Cái xe này thì cái lòng thì giữ lại, mình vệ sinh sạch sẽ lại. Cái phần thành lòng nó bị reset ấy mình cũng xử lý một chút nha. Trái piston thì giữ lại, cái bộ bạc ấy mình cũng tính giữ lại luôn nhưng mà không được các bạn. Nó gọi là có reset nhiều quá rồi, bị rỗ rồi. Cho nên là mình thay cho anh một cái bộ bạc đã qua sử dụng khác nha. Nhìn vào đây thì các bạn sẽ khó thấy, nhưng mà nó đã bị reset nhiều rồi các bạn. Bên cái thành vách này không thể nào mà làm cho nó mịn lại được, nó đã bị rỗ hết rồi. Đó. Cho nên là thay một bộ bạc đã qua sử dụng khác cho anh. Thì nhiều khi các bạn thắc mắc tại sao không thay bộ bạc mới, tại vì cái lòng này nó đã bị như vậy rồi mà thay bộ bạc mới, bộ bạc nó khoảng tầm 400-450 bộ bạc zin nha, thì nó sẽ rất là phí các bạn. Trong khi cái lòng của mình nó đã xuống cấp nhiều rồi thì thôi thay một cái bộ bạc đã qua sử dụng nhưng mà nó đang còn ok, nó sẽ rẻ hơn nhiều. Mình tính nhanh là 100.000 một bộ thôi thì nó cũng sẽ ok và nó phù hợp với cái lòng nha. Còn cái lòng xuống cấp quá thay cái đồ bộ bạc mới vô nó gọi là uổng phí các bạn. Rồi cái rong chân lòng, rong cái lát mình thay zin, xúc bắp ấy thì mình xử lý hai chân xúc bắp lại, xoáy xúc bắp, cạo khói cái thứ ok, căn đồng tiền, thay phốt xúc bắp. Rồi là cái cóc đề này của anh thì bị hư rồi, cho nên là mình thay luôn cái cục cóc đề zin đã qua sử dụng bảo hành trong vòng 1 tháng nha. Bây giờ mình sẽ nổ máy cho các bạn xem. Đó. Khi mà hơi hàn đã đầy đủ, nó đã ok rồi thì mình bấm phát nó sẽ lên liền nha các bạn. Máy móc thì nó cũng sẽ êm ru thôi. Cái phần mình làm sẽ êm ru nha các bạn.
Cái xe này thì xong rồi, giá hết bao nhiêu tiền thì tí mình sẽ để ở dưới phần comment để cho các bạn tham khảo nha các bạn nha. Tham khảo xem hết là cái xe này làm tổng hết bao nhiêu tiền. Thì tùy mỗi xe nó sẽ có tình trạng khác nhau và cách làm khác nhau. Nhưng mà khi mình đăng cái view này lên thì các bạn cũng sẽ biết được một phần cái cách làm việc và cái giá cả của bên mình. Và làm xe thì nó có nhiều kiểu làm và có nhiều đối tượng khách hàng các bạn. Giống như cái xe này các bạn, khách thì cũng có thuộc dạng là cũng không có phải là tiếc tiền gì lắm đâu. Ý là giao cho thợ làm ấy, muốn làm sao cái xe nó ngon nhất. Nói chung là đắt quá thì cũng tiếc tiền đúng không các bạn. Nhưng mà khi làm sao cái giá cả nó hợp lý và nó đúng cái chất lượng đồ là sẽ ok. Ví dụ mà làm rẻ quá mà đồ mà gọi là đồ hàng ngoài ấy, thì khách cũng không thích. Có thể là làm nó giá nó cao hơn một chút nhưng mà đồ là đồ jean là được kiểu vậy đấy. Nhưng mà cái xe này thì khi mà khui ra thì đồ hàng ngoài đúng không, mà đồ nó không chất lượng không cao lắm ấy, thì anh kêu là làm lại từ đầu đến đuôi luôn, cho nó về jean lại cho nó ok luôn, chạy cho nó ổn định. Thì anh cũng dặn mình là làm kỹ cho anh, rồi là phải kiểm tra kỹ cho anh làm sao nó tốt nhất có thể. Thì không cần phải dặn đâu các bạn nha. Các bạn dặn mình như vậy biết là các bạn đã cẩn thận rồi, nhưng mà mình là một người thợ, mình làm mình còn phải bảo hành nữa. Thì các bạn khỏi phải dặn, mình cũng phải tự ý thức, mình cũng phải tự làm kỹ thôi các bạn. Ví dụ mà nó có vấn đề gì mình lại phải bảo hành, nó rất mất thời gian, rồi rất mất tiền bạc, rồi là mang tai mang tiếng đúng không các bạn. Cho nên các bạn khỏi cần phải dặn mình làm kỹ, mình cũng phải tự ý thức được là mình phải làm kỹ các bạn. Đó. Rồi cái video đầu năm thì mình chỉ quay sơ sơ thôi nha. Mai mình ráp cái xe này thì mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem tiếp. Rồi chào các bạn.